Hai con này đang đây là một sàn đấu của tôm. Ba con. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Một con càng to đang tấn công trước. Một con bé đang xông vào. Ui, đang đánh nhau rất quyết liệt. Một con thua chạy rồi. Con càng to đang đuổi theo. Con càng to đã. Ui, tấn công. Con này đuổi theo rất quyết liệt. Tấn công. Tấn công đối thủ khác ở ngoài. Con này rất đang đuổi theo, đang truy đuổi. Con này đang đuổi theo con báo đời. Đấy là anh em đấy. Hai con bắt đầu tách ra tấn công một con. Tấn công truy đuổi. Nó đang đuổi theo kìa. Nó đang đuổi theo. Đừng có làm hại em ta. Em đang làm đây. Em đang làm đây kiệt sức rồi. Còn cái đứa kia thì mới đánh xong. Nó bơi nhanh không? Bơi nhanh.